Thưa quý khán giả, ngay từ khi thành lập tỉnh, một trong ba khâu đột phá của Hậu Giang là tập trung phát triển nguồn nhân lực, tập trung cho giáo dục đào tạo. Đây là quyết định mang tầm chiến lược với sự đầu tư mạnh. Sau 15 năm, giáo dục Hậu Giang hiện nay có sự chuyển động tích cực như thế nào? Anh Sơn Hiền sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn. Xin mời anh. Cảm ơn anh Nhật Minh và chị Quỳnh Loan. Thưa quý khán giả, sau gần 15 năm thành lập tỉnh, ngành giáo dục Hậu Giang có bước phát triển vượt bậc, mỗi năm thêm thành tích mới. Chuyện vượt khó của giáo dục Hậu Giang để thoát khỏi định kiến dùng trũng về giáo dục được nhiều người so sánh như một cuộc quật khởi bằng sức mạnh của niềm tin và sự điều hành sáng tạo. Cái nhìn thấy đầu tiên là hệ thống trường lớp được đầu tư toàn diện và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, là tỉnh dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long về phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Mời quý khán giả cùng nhìn lại bước tiến của giáo dục Hậu Giang sau 15 năm qua phóng sự sau. Năm học 2003-2004, bậc học mầm non Hậu Giang dẫn đầu về phòng học tre lá tạm bợ. Càng về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất của bậc học này càng thiếu thốn. Con số hơn 50% trường mầm non tre lá tạm bợ, học sinh học tạm, học nhờ, trường tiểu học, làm trĩu lòng bất cứ ai về với Hậu Giang. Sau 15 năm, mạng lưới trường mầm non mẫu giáo đã phủ khắp các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Riêng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm hơn 64%. Trong những ngôi trường khang trang, tường vôi ngói đỏ, rộn ràng tiếng hát, lời ca, thành tích của ngành giáo dục mầm non Hậu Giang tạo ra dấu ấn đặc biệt. Là một trong những tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi năm 2015. Không chỉ bậc học mầm non mà mạng lưới trường lớp tại Hậu Giang được mở rộng khá toàn diện. Nếu như năm 2003-2004, toàn tỉnh chỉ có 260 trường từ mầm non đến phổ thông chưa có trường đại học, cao đẳng, thì đến năm 2018-2019 có 337 trường, tăng 77 trường, có một trường đại học, một trường cao đẳng cộng đồng. Đặc biệt, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được xem là đột phá, đứng hạng nhất đồng bằng sông Cửu Long. Từ 8 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2004, đến nay toàn tỉnh có 203 trong tổng số 337 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 60,23%, tăng 195 trường so với ngày mới thành lập tỉnh. Trong đó, có một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Tiểu học Hùng Dương, thị xã Ngã Bảy. Trường có 27 phòng học và 4 phòng chức năng, 100% học sinh học 2 buổi trong ngày. Việc được trang bị các phòng học có màn hình lớn từ 42 đến 54 inch, kết nối Internet đã phục vụ hiệu quả hơn công tác dạy và học. Tỉnh Hậu Giang chia tách thì giáo dục Hậu Giang là vùng trũng thấp kém. Nhưng đến nay là kiện toàn được cái hệ thống trường lớp từ bậc mầm non cho đến tiểu học, trung học và cái hệ thống đào tạo các trường trung cấp và cao đẳng. Một cái tiến bộ rất là vượt bậc, cái nỗ lực học tập và sáng tạo của đội ngũ ngày càng nhà giáo ngày càng tiến bộ hơn, năm sau cao hơn năm trước, thể hiện cái chất lượng đào tạo của giáo dục Hậu Giang những năm gần đây, trong 5 năm trở lại đây thì đều tiến bộ, có thứ hạng ở đồng bằng sông Cửu Long. Các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng hết sức quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục của tỉnh, xem đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cho nên thì từ trong cấp ủy đảng, chính quyền đều có những cái chương trình, cái kế hoạch riêng cho cái ngành giáo dục. Đặc biệt là có hai cái nghị quyết vào năm 2006 và 2013 tập trung cho cái phát triển giáo dục. Tâm huyết của lãnh đạo tỉnh hun đúc thêm lòng yêu nghề của các thầy cô giáo đã làm nên diện mạo mới cho giáo dục Hậu Giang. Khi mới thành lập tỉnh, tỷ lệ giáo viên Hậu Giang đạt chuẩn chỉ khoảng 60-70%. Hiện tại tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn của các cấp là 100%, tỷ lệ trên chuẩn là 76,58%. Trong các phong trào thi đua, Hậu Giang nở rộ những giải thưởng sáng tạo, làm rạng danh mảnh đất nghèo mà không thiếu những con người trí tuệ. Điển hình như cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông, từ năm học 2013-2014 đến nay đã đạt 42 giải cấp quốc gia. Cuộc thi tinh học trẻ từ năm học 2003-2004 đến nay đạt 58 giải toàn quốc. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học được quan tâm triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành.
Từ năm học 2016-2017 đến nay, đã có 94 mô hình giải pháp được công nhận cấp tỉnh và 7 mô hình giải pháp đổi mới sáng tạo trong dạy và học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và tặng bằng khen. Tiềm năng của giáo viên và học sinh thì mỗi năm đều có phát triển. Cái sự đam mê của giáo viên cũng như là học sinh trong cái vụ việc đổi mới sáng tạo. Và cái thứ hai là cũng xuất phát từ cái thực tiễn của các em trong cuộc sống đó, của người dân. Đó nên là các em đã sáng tạo ra các cái sản phẩm nó rất là phù hợp và đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của mình. Hiệu quả từ các giải pháp mô hình sáng kiến hay trong các năm qua đã tạo cho phong trào thi đua dạy tốt học tốt tại Hậu Giang có sức lan tỏa, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành giáo dục. Chất lượng giáo dục ở các cấp học từng bước nâng lên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng, số lượng học sinh giỏi các cấp ngày càng có chuyển biến rõ rệt. Nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi cấp khu vực, cấp quốc gia. Sức bật lớn về chất lượng của giáo dục Hậu Giang đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng nền tảng con người vì sự phát triển bền vững trong tương lai. Thời điểm mới thành lập năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 1 tiến sĩ và 24 thạc sĩ. Sau 15 năm, hiện nay Hậu Giang có 54 tiến sĩ và tương đương, thạc sĩ và tương đương là 735 người. Những con số này đã cho thấy chất lượng nguồn nhân lực đã được đầu tư mạnh mẽ. Và quá trình đó đã thể hiện tầm nhìn sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự chất lòng của cán bộ toàn ngành giáo dục vì mục tiêu trồng người. Năm 2006, năm đầu tư cho giáo dục với mục tiêu trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu đến năm 2010, có 100% giáo viên các ngành học, bậc học đạt chuẩn. Hơn 200 tỷ đồng đã được đầu tư cho giáo dục. Năm 2013, Hậu Giang chính thức xóa các xã trắng, không trường mầm non. Năm học 2014-2015, mạng lưới trường mầm non mẫu giáo phủ khắp các xã phường trong toàn tỉnh, đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi năm 2015. Liên tục trong các năm 2013, 2014 và 2015, ngành giáo dục Hậu Giang là đơn vị tiêu biểu xuất sắc cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giữ vững vị trí top đầu của giáo dục đào tạo trong khu vực trong các năm tiếp theo. Năm học 2018-2019, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Toàn tỉnh có 10.250 cán bộ quản lý giáo viên, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 76,58%, có 196 thạc sĩ. Các năm qua, toàn ngành đã có trên 500 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, có 3.143 đề tài sáng kiến kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. 15 năm vượt khó, ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang không chỉ đã thoát khỏi vùng trũng mà ngày càng khẳng định được vị thế của mình là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của giáo dục đồng bằng. Trái ngọt mà ngành giáo dục Hậu Giang gặt hái được qua 15 năm là kết quả của sự đồng tâm, hiệp sức, sức mạnh nghĩa tình trên mảnh đất giàu tinh thần hiếu học. Phần trình bày của tôi đến đây là hết.